Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế Giới Nhiêng. Thưa quý vị, thời gian vừa qua chúng ta đổ dồn sự chú ý về các điểm nóng xung đột như Ukraine hay giải Gaza, mà dường như quên đi mất, ngay gần Việt Nam cũng có một điểm nóng xung đột với quy mô và độ thảm khốc không kém gì tại Gaza hay Ukraine, thậm chí còn thảm khốc hơn gấp nhiều lần. Đó chính là cuộc nội chiến tại Myanmar kéo dài hàng chục năm qua. Giao tranh khốc liệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân thường Myanmar. Ước tính có khoảng 3 triệu người Myanmar đã phải di cư khỏi nơi ở, 240.000 người phải chạy trốn ra nước ngoài, 53.000 người thiệt mạng, 29.000 người bị bắt, hàng chục nghìn tài sản dân sự bị phá hủy. Nguyên nhân vì sao Myanmar đại loạn, Thế Giới Nghiêng đã có bài tổng hợp chi tiết trên kênh, nếu bạn chưa xem, có thể tìm kiếm lại để theo dõi. Còn trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện Myanmar đại loạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những nước lớn đang âm thầm nhúng tay vào quốc gia này. Và một trong những nước nhúng tay mạnh mẽ nhất vào tình hình Myanmar đó là Trung Quốc. Vậy liệu Bắc Kinh sẽ giải quyết vấn đề tại Myanmar ra sao để thu lợi lớn nhất cho họ? Được biết, Bắc Kinh đang cố gắng tác động đến quỹ đạo của cuộc xung đột tại Myanmar, trong khi vẫn giữ cho lợi ích chiến lược của mình tránh xa chiến sự. Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào quốc gia láng giềng Myanmar trong nhiều năm qua, đặc biệt là vào các cơ sở hạ tầng của nước này, từ cảng biển và đường sắt đến lĩnh vực dầu khí, ngay cả sau cuộc đảo chính quân sự làm rung chuyển Myanmar vào năm 2021. Myanmar cũng đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Trung Quốc nhằm tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương, khi Bắc Kinh tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn của eo biển Malacca để nhập khẩu dầu. Khi cuộc nội chiến kéo dài ở Myanmar giữa chính quyền quân sự cầm quyền và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang ngày càng trở nên bạo lực và bất ổn, Bắc Kinh đã nổi lên như một bên trung gian hàng đầu, tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trong khi bảo vệ các lợi ích địa chiến lược và kinh tế của mình. Theo các nhà quan sát, không giống như những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông và Ukraine, nơi sự tham gia hạn chế của Trung Quốc phần lớn là chiến lược và dài hạn, việc Bắc Kinh xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình ở Myanmar rõ ràng là do những lo ngại cấp bách về an ninh. Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc và đồng giám đốc chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson ở Washington cho biết, vai trò gia tăng của Bắc Kinh ở Myanmar phần lớn bắt nguồn từ việc nhóm nổi dậy trong tháng này chiếm giữ thị trấn Lashio, thủ phủ của bang Shan giáp biên giới với Trung Quốc, đánh dấu một trong những chiến thắng lớn nhất của lực lượng chống chính quyền quân sự kể từ cuộc đảo chính. Đó là một sự kiện mang tính bước ngoặt sẽ dẫn đến nhiều cuộc xung đột hơn. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với cả quân đội Myanmar và nhóm nổi dậy hơn bất kỳ quốc gia nào khác hoặc bất kỳ cuộc xung đột nào khác. Vì vậy, Trung Quốc đang ở vị thế vững chắc để làm trung gian, bà Jun nói. Câu hỏi là làm thế nào? South China Morning Post đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Myanmar vào ngày 14 tháng 8, trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Min Aung Hlaing kể từ cuộc đảo chính. Chuyến thăm Myanmar của ông Vương diễn ra sau cuộc gặp của đặc phái viên của Trung Quốc về Myanmar Đặng Tích Quân với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar tại thủ đô Naypyidaw trước đó 2 tuần và sự xuất hiện của tân đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Mã Gia vào giữa tháng này. Sau đó vào ngày 20 tháng 8 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Julie Bishop. Ông Vương nói với bà Bishop rằng Trung Quốc ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề Myanmar bằng con đường chính trị. Chuyến thăm của bà Bishop diễn ra theo lời mời của Trung Quốc. Chuyên gia Sun đến từ trung tâm Stimson cho biết, những động thái gần đây của Trung Quốc và đặc biệt là chuyến đi của ông Vương tới Myanmar rõ ràng là nhằm mục đích giúp ổn định tình hình và thể hiện sự ủng hộ của Trung Quốc đối với sự ổn định và hướng tới một cuộc bầu cử mà Trung Quốc coi là lối thoát. Theo bà Sun, hơn cả các dự án kinh tế, Trung Quốc không muốn một quốc gia có chiến sự bất ổn ở biên giới của mình, đặc biệt khi tình trạng hỗn loạn đã tạo ra các mối đe dọa an ninh cho Trung Quốc như thông qua các trung tâm lừa đảo mạng ở miền Bắc Myanmar. Tuy nhiên, hòa bình sẽ không dễ đạt được, đặc biệt là khi quân đội Myanmar từ chối thỏa hiệp, bà cảnh báo. Amara Thiha, nhà nghiên cứu Myanmar tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo cho biết, trọng tâm chính của Trung Quốc là bảo vệ các dự án đầu tư của nước này tại Myanmar. Nhiều dự án trong số đó nằm ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Trung Quốc có các cơ chế bảo vệ các khoản đầu tư tại các khu vực xung đột, tuy nhiên Myanmar lại đặt ra những thách thức đặc biệt do gần biên giới Trung Quốc, Thiha cho biết. Nhà nghiên cứu Myanmar Jin Hyang từ Viện nghiên cứu Taihi có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng mối đe dọa với Trung Quốc ở Myanmar không chỉ là lợi ích địa kinh tế to lớn của nước này mà còn là mối quan hệ của nước này với chính quyền quân sự trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ về sự can thiệp của Bắc Kinh. Theo South China Morning Post, Trước chuyến thăm Myanmar của Ngoại trưởng Trung Quốc, Bắc Kinh tỏ ra khó chịu rõ ràng trước những phát biểu công khai của Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing, trong đó ông cáo buộc các nguồn nước ngoài không xác định cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy. Tướng Min Aung Hlaing ngụ ý rằng sự can thiệp của Trung Quốc đã dẫn đến thất bại của quân đội Myanmar, nhắm vào các nhóm nổi dậy nói tiếng Trung, đóng vai trò chủ chốt trong việc đẩy chính quyền quân sự ra khỏi Bang Shan. Tình hình hiện tại ở Myanmar khá nghiêm trọng và phức tạp. Sau khi chính quyền quân sự để mất Lashio, trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân đội ở phía Đông Bắc, đặt ra thách thức lớn đối với động lực của quân đội và tính hợp pháp của chính quyền, Jin nói. Theo South China Morning Post, mặc dù vẫn chưa chính thức công nhận chính quyền quân sự tại Myanmar, nhưng Bắc Kinh đã từ chối lên án cuộc đảo chính, khiến nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi bị lật đổ, và nước này vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho quân đội Myanmar trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi giao tranh trên diện rộng tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 1 năm 2024 bị phá vỡ vào tháng 6, Bắc Kinh đã đẩy nhanh các nỗ lực hòa giải của mình bằng một loạt động thái ngoại giao trong những tuần gần đây nhằm đưa các bên tham chiến trở lại bàn đàm phán. Trong chuyến thăm Myanmar, Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra một thông điệp hướng đến cả hai bên trong cuộc xung đột. Ông Vương kêu gọi tăng cường hợp tác để thực hiện một số dự án lớn do Trung Quốc tài trợ đang bị đe dọa bởi cuộc xung đột leo thang. Đáng chú ý là hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar và dự án đường ống dẫn dầu và khí đốt. Jason Tower, chuyên gia về Myanmar tại Viện Hòa bình Mỹ cho biết, tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị về việc duy trì hoạt động hiệu quả của các đường ống xuyên biên giới đã nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của Bắc Kinh về khả năng bảo vệ lợi ích và các dự án của Trung Quốc của chính quyền quân sự Myanmar. Theo South China Morning Post, các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã trở nên phụ thuộc vào đường ống dẫn dầu và khí đốt đôi dài 800 km nối cảng biển nước sâu Kyaukpyu ở bang Rakhine, Myanmar, bị chiến tranh tàn phá với tỉnh Vân Nam. Được ký kết thỏa thuận trong chuyến thăm Myanmar vào năm 2009 của ông Tập Cận Bình, khi đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc, và đi vào hoạt động vào năm 2013. Trong năm qua, sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Myanmar và những tổn thất liên tiếp trên chiến trường dọc theo hành lang địa chiến lược mà dự án đường ống chảy qua đã gây ra những lo ngại lớn về an ninh cho Trung Quốc, Tower cho biết. Theo Tower, chính quyền quân sự đã mất hơn 30.000 km vuông lãnh thổ dọc theo hành lang thương mại quan trọng giữa Trung Quốc và Myanmar chỉ trong hơn một tháng từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8 năm nay. Sau khi Lashio thất thủ, chuyên gia Jason Tower cho biết, cán cân quyền lực giữa nhóm nổi dậy và chính quyền quân sự đã thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho nhóm nổi dậy. Nghĩa là Trung Quốc hiện cần dựa nhiều hơn vào các nhóm này để bảo vệ lợi ích của mình và đạt được sự ổn định. Những diễn biến này đã thúc đẩy Trung Quốc tham gia sâu hơn vào nỗ lực tác động đến quỹ đạo của cuộc xung đột và tăng áp lực lên các bên tham chiến để giữ cho lợi ích chiến lược của Trung Quốc không bị ảnh hưởng, Tower nói. Zachary Abuza, chuyên gia về Đông Nam Á và là giáo sư tại Học viện Chiến tranh Quốc gia ở Washington, đồng ý rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm khi quân đội Myanmar đang suy yếu nghiêm trọng, trong khi các nhóm vũ trang kiểm soát gần như toàn bộ biên giới với Trung Quốc. Theo ông Abuza, Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục bắt tay với cả hai phe ở Myanmar bằng cách ủng hộ chính quyền quân sự đang gặp khó khăn, đồng thời cung cấp vũ khí cho nhóm nổi dậy để duy trì một số quyền kiểm soát và ảnh hưởng. Trung Quốc rất cần một giải pháp chính trị để chấm dứt nội chiến ở Myanmar, nếu không mọi thứ họ đổ vào đất nước này đều bị lãng phí, Abuza nói.